Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Hôm nay 13 tháng 6 năm 2016 và các bác đang thử vinh ra để ký duyệt vào bộ bản đồ gỗ mun. Chiếc ghế thì rất nặng các bác. Đang vừa phải chui trong gầm ghế ra. Bác lên ký hai ghế trên gác. Đôn và ghế ở trên gác. Bộ 6 thứ, em dẫn bác lên trên gác, lên tầng 2. Cứ lên tầng 2 thì bác biết rồi. Đây đoàn các bác đi chiếc trên chiếc xe Toyota 37A22581. Người Vinh bao giờ đi xe rất là đẹp. Và bên kia là khu B của chúng tôi. Bên này khu A và bây giờ chúng tôi sẽ trở vào trong để quay lại hình ảnh bác ký vào nốt hai chiếc ghế và hai chiếc đôn. Đồ gỗ Đức Hiền rất vinh dự là được phục vụ cho khách hàng xa gần toàn quốc. Và trong phạm vi là chưa đến 300 km thì các bác đã đi thẳng xe từ trong Vinh ra. Chứ còn thì để chú đi nhờ thì bà ghi cả ngày tháng đấy. Chiếc đôn nhỏ, một bộ 6 thứ gồm có một đôn nhỏ, một đôn lớn, hai chiếc ghế. Không lấy được. Không lấy được. Không dùng được. Quá lớn bộ 6 thứ. Mười cái và sáu cái nó khác nhau hoàn toàn. Chữ ký rất giống chữ ký của Thủ tướng. Đúng là phiên bản 2. Khác tí họ, lại vẫn cùng tên. Đấy là vui giỏi thế thì. Cũng phải có một tí khác chứ không thì lại... Vâng. Đây là ngài lại thích trực tiếp sao? Ai biết đâu được. Dạ chú. Ở chúng em làm là 26 năm rồi. Không ăn thua. Đấy, bác cứ ngồi trực tiếp xem. Đấy. Bác ngồi trực tiếp đấy để đây hai bác ngồi đấy. Đây em đang lưu lại trong cái clip để sau này có cái căn cứ. Một mặt các bác ký rồi nhưng một mặt các bác bảo liệu trông nó có đúng nọ không thì cứ bật clip lên nhìn thôi. Từ những lúc bác đăng ký đây, hôm nay là ngày 13 tháng 6 2016. Hai bác địa chỉ ở đâu ạ? Địa chỉ đến xã đấy, thành phố thôi ạ. Vâng, thôi đại ý thôi ạ, tại vì chúng em không có cái cụ thể số nhà. Trong những clip công khai là... Vâng, tức là khi quay clip chúng em chỉ báo đến cái địa chỉ của cái khu đấy thôi. Đây là khu City của thành phố Vinh không ạ? Vâng. Cảm ơn các bác đã đến quan tâm đến đồ gỗ Đức Hiền. Đã đi gần 300 km ra để ký duyệt. Cái này là chúng em không những bán được hàng nhưng mà đồng thời là rất được tiếng. Bởi vì khách hàng xa gần toàn quốc đã đến ủng hộ. Mình cũng phải có cái uy tín như nào mới được khách đến. Vâng, thì cảm ơn các bác. Trước khi dừng máy thì em quay lại cái mặt đồn trà trông như là các cái vùng cảnh đẹp của vùng núi Tây Bắc. Tại vì trong Vinh nó không có cái núi đấy.
Không, Trọng Vinh thì chỉ nổi tiếng với cháo lươn với các thứ thôi. Hồi em giao hàng trong đấy, rồi em mang nước đấy. Vâng, em vào đấy còn được khách hàng dẫn đến cái quán cháo lươn nổi tiếng đấy ăn mà. Vâng. Vâng.